Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái thủ thuật trong WordPress. Thì đây thủ thuật, cái này là thủ thuật gì mình cũng không biết, nhưng mà nó đại loại như thế này. Ví dụ như hiện tại là mình muốn đăng cái danh mục, chuyên mục ở trong cái chỗ bài viết này, thì mình sẽ đi copy cái chuyên mục ở bên VN Express qua. Đó, ví dụ ở đây này, thì hiện tại là muốn đăng tất cả những danh mục này, thì ví dụ như mình nhìn ở đây, mình gõ lại á, ví dụ đem thêm một chuyên mục thời sự, rồi thêm cái góc nhìn, thì thêm từng cái thì nó tốn thời gian. Thì có cách nào để làm nó nhanh hơn không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng copy cái danh mục của bay này qua một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì mình bước đầu tiên là mình sẽ đi copy. Copy Ctrl C. Sau đó là qua đây mình dán vào. Đó, thì ở đây nó tất cả là có 19 chuyên mục. Thì cái chuyên mục tất cả này mình sẽ xóa đi. Sau đó thì mình sẽ ngăn cách mẫu cái chuyên mục này bằng một dấu phẩy. Đó, các bạn. Rồi. Đó, ngăn cách bằng dấu phẩy. Sau đó thì mình trở lại cái website á. Thì bình thường thì chúng ta làm, chúng ta sẽ đi copy từng cái chúng ta dán vào đây. Copy từng cái tôi dán vào đây, tại cái này nó không cho nhập một lúc nhiều cái chuyên mục, thì nó sẽ gây tốn thời gian. Ví dụ như cái bài toán đặt ra là chúng ta đi nhập nhập cái gọi là cái danh mục sản phẩm á, thì nó có rất là nhiều. Thì một số trong web khác đang đầu mình muốn copy bên nó về, thì mình lại copy từng dòng dán vào đây thì nó lại lâu. Thì hôm nay mình có một cách nhanh là mình đi copy một lần như thế này. Sau đó là mình vào cái chỗ thêm bài viết mới này. Mình sẽ vào cái chỗ chuyên mục này, mình click vào chỗ thêm chuyên mục này. Đó. Sau đó thì mình sẽ copy cái nội dung bên này qua. Nhớ là mẫu chuyên mục chúng ta sẽ ngăn cách bằng một dấu phẩy. Tập vào copy. Đó, thông qua ra tôi dán. Thì cái chỗ thêm chuyên mục chỗ này nó cho phép chúng ta thêm nhiều chuyên mục cùng một lúc, mà mẫu chuyên mục ngăn cách bằng một dấu phẩy. Đó, và kích vào thêm. Rồi, sau khi kích vào thêm thì chúng ta không cần lưu ở đây cũng được. Thì chúng ta qua lại cái phần chuyên mục ở đây nè. Đó, thì nó thêm rất là nhanh. Đó, thì cái này là mình hướng dẫn mình làm lâu thôi, chứ ví dụ mình viết bài demo thì khi nãy chừng mình chắc mình thêm cũng được mấy chục cái chuyên mục rồi. Đó, thì đó là cách chúng ta thêm cái chuyên mục nhanh ở trong WordPress, copy từ một cái web khác qua. Thì cái này nó rất là hữu dụng cho chúng ta viết bài demo á, rồi chúng ta muốn clone dữ liệu ở bên trong web kia qua đó, thì nó nhanh hơn. Rồi chúng ta muốn thêm chuyên mục theo kiểu tra câu á, thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta kích vào đây thêm chuyên mục, rồi sau đó chọn chuyên mục tra, sau đó là cũng là mẫu chuyên mục cách nhau bằng một dấu phẩy như thế, và kích vào đây thêm đó. Thì việc thêm ở trong cái chỗ bài viết mới này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc chúng ta thay vào đây. Ở đây thì chúng ta mẫu cái chương mục cách nhau dấu phẩy thì nó không nhận. Ở đây chỉ mỗi lần chúng ta chỉ thay được một chương mục thôi. Thì đó là cái thủ thuật mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Xin chào.